điểm số cho thằng Quảng Ninh 2-0. Chúng ta đang được theo dõi set đấu thứ 3 đấu giữa thằng Quảng Ninh và Xi Măng Xuân Thanh Hóa. Trong hai set đấu đầu tiên thì Xi Măng Xuân Thanh Hóa Hà Nội đã có được thắng lợi để dẫn trước với tỷ số 2-0. Nếu như đánh bại thằng Quảng Ninh trong ngày hôm nay, Xi Măng Xuân Thanh Hóa không chỉ trụ hạng mà họ cũng sẽ giành quyền vào tứ kết. Rất uy lực, đó là tình huống tấn công của Thụy Vi. Pona Sana, pha xử lý rất tốt của Sana. Sana chính là một trong những ngoại bình chơi ấn tượng nhất tại vòng 2. Đây là trận đấu mà thằng Quảng Ninh không sử dụng ngoại binh người Thái Lan Onuma Sitirak. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt muốn trận đấu cuối cùng này là cơ hội và là dịp để cho nhiều vận động viên khác có thời gian thi đấu nhiều hơn ở trên sân. Bên cạnh Onuma thì một trụ cột khác của thằng Quảng Ninh là Đoàn Thị Xuân cũng không thi đấu cho tới lúc này. Thằng Quảng Ninh đang dẫn trước 5-2 ở trong set 3. Và ban huấn luyện của Xi Măng Xuân Thanh Hóa đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Và tấn công ăn ý của các cầu thủ Xi Măng Xuân Thanh Hóa, tỷ số được rút ngắn xuống 3-5. Tỷ số giờ chỉ còn 4-5. Pha tấn công dọc sân chính xác của Sana. Đội trưởng của tuyển Kazakhstan.
Không được. Và xử lý không thành công của Lê Thị Hạnh. Thảo Quảng Ninh dẫn trước với tỷ số 7-4. Điểm cho Simalauso Thanh Hóa 5-7. Như vậy là Ayumi Nakamura đã vào sân, một ngoại binh khác của Simalauso Thanh Hóa. Sana đã được rút ra nghỉ. Ayumi Nakamura sinh năm 1990. Cô là vận động viên thuận tay trái. Bóng đi ra ngoài. Điểm cho Simalauso Thanh Hóa 6-7. Tình huống phát bóng của Ayumi Nakamura. Bóng khá tốt. Rồi tấn công. Chưa được. Và điểm số đã thuộc về xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Nỗ lực bám đuổi của đội bóng áo đỏ. Tiếp tục là tình huống phát bóng của Ayumi Nakamura. Lợi thế dẫn trước lại thuộc về Than Quảng Ninh 8-7. Đó là tình huống tấn công của Như Quỳnh. Pha bóng có phần may mắn của Simalauso Thanh Hóa. Nhưng quan trọng là điểm số đã được ghi 8-8. Bóng ngoài. Simalauso Thanh Hóa lại vươn lên. Phạt bóng rất khó chịu. Bóng đã đi ra ngoài. Điểm số thứ 9 cho Quảng Ninh.
Xi Măng Lạng Sơn Thanh Hóa lập tức lấy lại lợi thế dẫn trước 2 điểm. Cơ hội để nới rộng cách biệt. Rất uy lực pha bóng quen thuộc của Vi Thị Như Quỳnh. Cô để gỡ hòa. Và điều đó đã được thằng Quảng Ninh thực hiện thành công. 11 đều. Một tình huống thiếu ăn ý của các cô gái Xi Măng Thanh Hóa. Và điểm số đã được ghi cho thằng Quảng Ninh 12-11. Lại là Thụy Vi ghi điểm cho Quảng Ninh. Số 10 của đội bóng áo trắng ngày hôm nay thi đấu rất nổi bật. Rất nhiều những tình huống tấn công dọc sân chính xác của Thụy Vi. Sana lúc này đã trở lại sân. Bóng ở trong sân, 13 đều. Vẫn lại là cái tên quen thuộc đã mang về rất nhiều điểm số cho Quảng Ninh ngày hôm nay. Thụy Vi là vận động viên sinh năm 2002. Cô có chiều cao 1m75. Ngày hôm nay thì Như Quỳnh đang nhường lại sân khấu cho Thụy Vi. Bóng đi ra ngoài rồi. Sana dứt điểm thiếu chính xác. 15-13 nghiêng về phía Quảng Ninh.
Và xử lý bước 1 không tốt. Và cơ hội đang thuộc về Sim Long Sơn Thanh Hóa. Và xử lý đầy khôn ngoan và kinh nghiệm của Sana Anakulova. 15 đều. Và xử lý rất chủ động của Sana. Và Simanov Sơn Thanh Hóa đã vượt lên. Sau khi gỡ hòa thì đội bóng áo đỏ giờ là những người dẫn trước 16-15. Hai điểm số quan trọng của Simanov Sơn Thanh Hóa để họ có thể tạo ra được cách biệt nhiều hơn một điểm. Khoảng thời gian vừa rồi của trận đấu rõ ràng không thể khiến cho huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt hài lòng. Hôm nay thì Quảng Ninh ra sân với việc không sử dụng Onuma. Ngoài ra thì Đoàn Thị Xuân cũng không thi đấu. Đó là chưa kể Minh Nhâm cũng gặp vấn đề về sức khỏe. Bên cạnh một số vận động viên khác cũng vừa bị sốt virus. Khi mà Quảng Ninh cũng đã hoàn thành mục tiêu tại vòng 2 thì ngày hôm nay họ lại phải đối mặt với Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa tràn trề quyết tâm và sự nhiệt huyết. Vẫn là cơ hội ghi điểm cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Những tình huống tấn công ở vị trí số 4 của Thụy Vi rất lợi hại. 16-17. Và xử lý rất đẳng cấp của Sana. 18-17. Xem bà đang bước vào thời điểm cuối. Lợi thế dẫn trước vẫn đang thuộc về Simanov Sơn Thanh Hóa. Mười chín mười bảy. Bóng vẫn còn. Bóng chạm bằng chắn của Simanong Sơn Thanh Hóa đi ra ngoài. 18-19. Than Quảng Ninh thu hẹp cách biệt.
Và xử lý bước 1-0 thành công của libero Phạm Thị Thúy. 19 đều. Rất căng thẳng. Phát bóng ra ngoài. Đó là tình huống phát bóng không chính xác của Vũ Thị Hoa. Những pha xử lý vừa rồi cần phải hạn chế tối đa, nhất là ở thời điểm này của trận đấu. Mỗi điểm số lúc này đều vô cùng quý giá. Một khoảng thời gian vô cùng áp lực đối với cả hai đội. Bóng vẫn còn. Tuyệt vời các cô gái Quảng Ninh. Nhưng giờ là thời cơ cho Simalong Sơn Thanh Hóa. Rất hay. Tình huống đập bóng rất tốt của Trịnh Thị Uyên. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp ăn ý này. Đường chuyền sau đầu rất vừa tầm của Lê Thị Dung. 22-19. Chắn bóng thành công. 23-19. Xuất trụ hạng cũng như tấm vé vào chơi vòng tứ kết đã ở rất gần với Simalong Sơn Thanh Hóa rồi. Thêm một điểm số nữa cho đội bóng áo đỏ. 24-19. Rất nhiều match point đang chờ đợi Simalong Sơn Thanh Hóa. Pha phát bóng quá sâu và cực kỳ hiểm của Lê Thị Hạnh. Bóng rất sâu. Lại là Lê Thị Hạnh. Cơ hội kết thúc trận đấu. Thang Quảng Ninh đã cứu được match point đầu tiên. Nhưng cơ hội thì vẫn còn rất nhiều cho Simalong Sơn Thanh Hóa. 20-24. Bóng vẫn còn. Các cô gái Quảng Ninh chơi đầy nỗ lực. Bóng vẫn ở trên sân. Cuối cùng thì tình huống cũng kết thúc. Điểm số cho Quảng Ninh 21-24. Sẽ có hội ý dành cho đội bóng của huấn luyện viên Đỗ Văn Niên trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên trưởng Trần Đăng Thành không chỉ đạo, thay vào đó là ông Đỗ Văn Niên. Một điểm nữa thôi thì Simalong Sơn Thanh Hóa sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra, đó là đánh bại Than Quảng Ninh để trụ hạng và cùng với đó là xuất đi tiếp vào vòng tứ kết. Một điểm nữa thôi. Quảng Ninh đã cứu được hai match point. Giờ họ tiếp tục phải đối mặt với match point.
Bóng đi ra ngoài rồi. Đó là tình huống tấn công của Sana. 22-24. Matchpoint chưa bao giờ là một điểm số có thể dễ dàng giành lấy. Ở lúc này thì Simalong Sơn Thanh Hóa đang gặp khó trước bước ngoặt cuối cùng, trước chướng ngại cuối cùng. Đó là điểm số quyết định. Cùng thì điểm số quyết định cũng đã được Simalong Sơn Thanh Hóa tận dụng thành công. Và xử lý chính xác của Bùi Thị Nga. Như vậy là sau 3 set đấu, chiến thắng đã thuộc về Simalong Sơn Thanh Hóa. Họ đã đánh bại Quảng Ninh trong ngày hôm nay để chính thức trụ hạ, đồng thời giành vị trí thứ 4 tại bảng D của nữ để góp mặt ở vòng tứ kết. Đối thủ phía trước sẽ là Ninh Bình. Chúng ta vừa xem lại tình huống quyết định của Bùi Thị Nga. Khoảnh khắc mà những người hâm mộ Simalong Sơn